đệ nhất Thiếu Lâm Y Long bất ngờ thách thức, thề đánh, nốc ao từ Hiểu Đông. Theo truyền thông Trung Quốc, đây sẽ là cuộc chiến thú vị và đáng chờ đợi bậc nhất ở làng võ cổ truyền nước này trong năm 2019 tới đây. Suốt khoảng 2 năm trở lại đây, Y Long và Từ Hiểu Đông luôn được coi là những nhân vật có sức lôi cuốn bậc nhất trong làng võ thuật Trung Hoa. Rất nhiều phương tiện truyền thông ở Trung Quốc cũng viết về kịch bản hai võ sĩ sẽ thượng đài để phân tài cao thấp nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên màn so găng vẫn chưa thể diễn ra. Tuy nhiên theo tờ báo Bách China mới đây đăng tải thì cách đây ít ngày đệ nhất thiếu lâm đã công khai thách thức từ hiểu đông và còn tuyên bố sẽ thề hạ đo ván võ sĩ MMA nghiệp dư. Theo tờ báo này, Y Long vừa trở thành khách mời của một chương trình giao lưu võ thuật giữa nhiều địa phương như Hà Nam, Tứ Xuyên và Hồ Bắc. Tại đây, Y Long khẳng định anh đã sẵn sàng thượng đài và còn thề sẽ hạ đo ván đối thủ một khi Từ Hiểu Đông chấp nhận lời thách đấu. Sau khi đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, Y Long còn viết trên trang mạng xã hội Thật là hạnh phúc khi được làm một điều gì đó cho nền võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Tôi muốn dùng khả năng của mình để thúc đẩy sự phát triển của nền võ thuật Trung Hoa và để cổ vũ cho năm mới. Thời gian vừa qua tôi đã tập luyện rất nghiêm túc với rất nhiều mồ hôi và nỗ lực. Tôi biết con đường phía trước của mình vẫn còn rất nhiều trông gai, nhưng đây là lúc mà tôi đang tự tin vào khả năng của mình hơn bao giờ hết. Theo tờ báo này, Y Long cũng có thể lựa chọn nhiều đối thủ khác nhau trong năm 2019. Song Từ Hiểu Đông sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với võ sĩ sinh năm 1987. Hiện Từ Hiểu Đông vẫn chưa lên tiếng để đáp lại lời tuyên chiến của Y Long, nhưng Bách China cho rằng nếu màn thượng đài này được diễn ra, chắc chắn đây sẽ là màn thỉ thí đáng chờ đợi bậc nhất của làng võ thuật cổ truyền Trung Quốc trong năm 2019 khi có võ sĩ nổi tiếng của mình đấu với MMA. Trước đó, Cách đây vài tháng, Y Long đã bất ngờ đánh bại võ sĩ khổng lồ Choi Hong Man của Hàn Quốc, cao 2m18 và nặng 150kg, tức là nặng khoảng gấp đôi so với Y Long. Tuy nhiên, trận đấu này có phần gây ra tranh cãi khi Choi Hong Man tố Y Long đã chơi xấu khi cố tình tấn công vào phần hạ bộ của mình, nhưng các trọng tài lại không can thiệp. Từ Hiểu Đông lớn tiếng chê bai huyền thoại Lý Tiểu Long. Từ khi MMA phổ biến, nhiều người nghĩ rằng Lý Tiểu Long nếu còn sống sẽ rất thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực thi đấu đối kháng. Một nhân vật có tiếng như Dana White, chủ tịch UFC, còn gọi Lý Tiểu Long là cha đẻ của MMA. Tuy nhiên điều này không khiến huyền thoại võ thuật thoát khỏi việc bị Từ Hiểu Đông chỉ trích liên tiếp trong thời gian vừa qua. Lý Tiểu Long dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của các môn võ cổ truyền đã tự phát triển môn triệt quyền đạo Nó hướng tới sự tinh gọn Bằng cách loại bỏ những thứ hoa mỹ Nhưng thừa thải, cản trở Cũng như gây sao nhãng cho người tập Triệt quyền đạo đề cao tính thực tiễn Của đối kháng Thế nhưng từ hiểu đông với biệt danh là chó điên Lại đưa ra lời bình luận không mấy hay ho Về một đoạn video của Lý Tiểu Long Tại Long Beach, California Từ năm 1964 Chính đoạn phim này được coi như bằng chứng Về việc học trò xuất sắc của Diệp Vấn Đã tham gia thi đấu MMA thì ở đâu ông nói tôi là người nghĩ gì nói nấy, dù ai có ghét đi chăng nữa. Bạn có thể thấy đây chỉ là một màn biểu diễn mang tính phô trương về kỹ thuật mà không thể hiện bất cứ khả năng đối kháng nào. Dùng não mà nghĩ về nó đi. Ở giải vô địch Karate Long Bích năm 1964, Lý Tiểu Long bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý như một ngôi sao mới nổi. Tốc độ cũng như sức mạnh đáng kinh ngạc của võ sĩ người Hồng Kông, vô danh thời bấy giờ trở thành một hiện tượng tại Mỹ. Ông tham gia vào Siri TV Green Hornet với vai Kato, sau đó là làng giải trí tại quê nhà và Hollywood trước khi qua đời đầy bi kịch vào năm 1973 khi mới 32 tuổi. Ngoài ra, Từ Hiểu Đông còn nghi ngờ về một buổi đấu tập giữa Lý Tiểu Long bị bịt mắt và Kati Kimura, bạn thân của huyền thoại võ thuật, người đã viết một cuốn sách về những trải nghiệm của mình với Lý Tiểu Long. Từ Hiểu Đông cho biết cả hai không hề đánh vào đầu nhau, họ chỉ đang tập dẫn đòn nếu Lý Tiểu Long là thầy của tôi, tôi chắc chắn sẽ nói tốt về ông. Nhưng đây không phải là kinh nghiệm chiến đấu thật của Lý Tiểu Long, nó đơn thuần chỉ là một màn trình diễn. Trong các tài liệu ở Long Bích, cha đẻ của triệt quyền đạo cũng đã dùng cú đấm một inch với bốc bắc thậm chí còn lấy được đồng xu từ tay nhà vô địch karate rất nhanh. Tự hiểu đông chỉ ra điều này rất lạ vì anh không thể tìm được bất kỳ nguồn video nào về giải vô địch này hãy để ý kỹ đối thủ của lý tử long bạn sẽ hiểu thôi tôi cũng chẳng thấy trò chộp đồng xu ấn tượng chút nào cả